Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn của tất cả anh em lấy những cái username tất cả các trang mạng xã hội đi làm Minecraft nha các bạn. Đây thì username Reddit của mình nè các bạn. Thì từ chữ O đến chữ số 4 nè các bạn. Còn đường link Reddit thì các bạn copy đường link Reddit của mình chỗ này nè các bạn. Các bạn copy nha các bạn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy username Telegram nha các bạn. Telegram thì các bạn rồi các bạn nhấp vào ba cho anh cùng các bạn vào setting nha các bạn. Giờ hướng dẫn các bạn phát IP luôn nha các bạn. Bạn bấm vào một setting nha các bạn. Thì đây là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Bạn nào chưa có cài username Telegram thì nhấp vào đây các bạn tự đặt username Telegram mình nha các bạn. Cho bạn nhấp vào chỗ này nè. Thì các bạn tự đặt username Telegram cho mình. Đây là đường link Telegram mình nè các bạn. Rồi tạo Twitter thì các bạn mở tạo đi tạo Twitter mình lên nè các bạn. Bạn mở tài Twitter mình lên thì bạn nhấp vào bài. Đây là username tài Twitter của mình nha các bạn. À cộng MMO của anh nha các bạn. Còn các bạn muốn lấy đường link được tài Twitter của mình thì bạn nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi bạn nhập bài và tin cùng các bạn bấm vào một chia sẻ nha các bạn. Thì tất cả các bạn bấm vào sao chép vào khai như tạm thì các bạn đường link tạo Twitter của mình nha. Để lấy được đường link YouTube thì các bạn mở YouTube của mình ra nè các bạn. Thì các bạn mở YouTube ra các bạn nhấp vào bio trên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào kênh của tôi nha các bạn. Kênh của bạn nè, bạn bấm vào bio trên cùng nè, bạn bấm vào chia sẻ nè. Thì các bạn sao chép thì các bạn sẽ lấy được cái đường link YouTube của mình nha các bạn. Thì tiếp tục thì hướng dẫn các bạn lấy đường link Facebook của mình nha các bạn. Tiếp tục lấy đường link trên Facebook thì các bạn nhấp vào Facebook chứ nha, bạn nhấp vào trang của tôi nè bạn, trang cá nhân của mình nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhấp vào một trên đây nè, trên cùng nè các bạn. Thì các bạn sẽ copy được cái đường link Facebook của mình nha các bạn. Cứ để là nhấp lấy được đường link đi coin thì các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào trên cùng nè bạn, thì các bạn copy nha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được cái đường link đi coin của mình nha các bạn. Đường link anh nè các bạn. Rồi tiếp tục mình hướng dẫn các bạn lấy đường link đi coin. Minimum tiếp tục mình hướng dẫn các bạn lấy đường link minimum nha bạn. Để lấy được đường link minimum thì nó lót không được thì mình hướng dẫn các bạn phát IP nha bạn. Minimum thì minimum thì các bạn lấy được đường link minimum thì các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Nếu bạn nào mà follow minimum mà nó không xuất hiện thì các bạn phát IP nha bạn. Các bạn nhấp avatar mình. Ủa bấm vào mục đen đen chứ. Thì nó ra một cái ảnh avatar của mình nha các bạn. Minimum thì nó chậm các bạn, tại vì mình chưa phát cái biên các bạn. Thì bạn nhấp avatar của mình thì bạn copy cái dòng thời gian trên cùng nha các bạn. Thì các bạn đó là đường link minimum của mình nha các bạn. Bạn copy đường link này nè. Rồi tiếp tục mình hướng dẫn các bạn phát cái biên các bạn. Nếu minimum mà các bạn nào mà follow minimum không được thì các bạn click chiếc phần link mô tả của mình nè. Các bạn tải về trong phần mềm là Tool VPN nha các bạn. Phần mềm này là miễn phí, các bạn mở lên nha các bạn. Sau khi các bạn chọn vào một trái đất nè các bạn. Các bạn muốn phát IP qua Hà Lan, Singapore, Đức nè các bạn, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Hoa Kỳ, Canada nè các bạn thì các bạn nhấp vào các bạn. Ví dụ như mình phát IP vào Hoa Kỳ các bạn. Thì bạn chọn vào Hoa Kỳ nè. Rồi các bạn bấm vào mục OK các bạn. Nếu mà mình phát IP thì cái video của mình nó máy quay phim nó bị đứng màn hình thì mình cũng kết thúc video tại đây các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình nha các bạn. Bấm OK nè. Rồi. Sau khi thì sau khi cái đầu này nó có cái một chìa khóa này là mình phát cái VPN thành công nha tất cả các bạn.
Rồi như là mình hướng dẫn VPN phát bị cũng thôi. Đến đây cũng video mình đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé.